Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm cánh gà chiên nước mắm. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên cô đã rửa sạch hai cái cánh gà. Bây giờ cô bắt đầu chặt ra. Mình chặt ngay cái khớp các bạn và các cháu đỡ phải hạ dao đó. Nó làm mình làm ngay cái khớp này. Bây giờ cô bắt đầu đi ướp gà. Bây giờ ta bắt đầu đi băm tỏi. Với xả các bạn ạ, các cháu ạ. Các cháu ơi, mình băm xả mình cũng băm như vậy này đó, nó không có dăng mà nó nhanh nha. Vừa tỏi vừa xả mình băm chung luôn. Các bạn và các cháu ơi, mình có thể giã tỏi để cho nó ra nước nhiều hơn, tại vì xả rất là khô. Bây giờ ta bắt đầu đi ướp gà. Giờ ta cho vào đây một chút xíu đường thôi các cháu ạ. Đó, một chút đường thôi, đừng cho nhiều vì đường nó dễ cháy lắm. Rồi cho một chút bột nêm. Một chút muối. Một chút bột ngọt. Một chút tiêu. Và bây giờ mình đổ nước vào trong xả này để mình lấy cái nước xả với tỏi. Chứ còn xả với tỏi thì nó không có nước cho nên mình phải lọc nước. Mà mình không nên ướp xả cái bã xả, tại vì bã ướp vô thì khi mình chiên nên nó dễ cháy lắm. Đó, bây giờ cô làm như vậy. Lấy cái nước thôi các cháu ạ. Cho vào đây một ít nước mắm, một thìa cho các cháu. Bây giờ ta đảo thịt lên cho thật đều và ta ướp một tiếng. Bạn và các cháu ơi, bây giờ thịt của mình ướp đã được một tiếng rồi, ta bắt đầu đi chiên thịt. Ta vào bật bếp lên. Bây giờ chảo của ta nóng rồi, ta đổ vào đây một ít dầu. Trong khi chờ đợi chiên thịt thì ta bắt đầu nấu cơm. Bây giờ dầu mình nóng rồi, ta bắt đầu chiên thịt các cháu ạ. À, mình để lửa nhỏ thôi. Để lửa nhỏ thôi các cháu và các bạn ạ. À.
Bây giờ trong thời gian chờ đợi cho cơm chín và thịt chín, ta bắt đầu rút dưa leo. Bây giờ mình bắt đầu đi múc hai thìa nước mắm vào chén này các bạn đặt cháo ạ. Đó, hai thìa nước mắm. Và một thìa đường. Và một thìa đường khuya các bạn đặt cháo ở đó. Vì theo mình muốn ăn ngọt thì mình cho nhiều đường, còn ăn ít ngọt thì cho đường ít thôi. Cô thì cô không thích ăn ngọt cho nên cô bỏ ít đường thôi. Bây giờ mình quậy cho cái đường này nó tan. Cháu nhìn này, gà của ta cũng vàng là các cháu ạ. Đó, các cháu và các bạn nhìn này, gà của cô rất là vàng rồi. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ gà của cô vàng rồi, cô bắt đầu gắp ra cái tô này và cô múc bớt dầu ăn ra, múc bớt dầu ăn ra các cháu ạ. Đó, cô bắt đầu thả gà vô. Giờ bắt bếp lên. Bây giờ thì cô bắt đầu chế nước mắm đường vào. Đó, cô ăn nhạt, cô cho ít nước mắm thôi. Mình để lửa nhỏ nha các cháu. Mình di cái miếng thịt gà đây này, nó mình di như vậy, mình di chẳng như vậy để cho nó đều và nó đẹp. Thank you.
Các bạn và các cháu ơi, bây giờ thịt gà của cô đã được rồi, cô bây giờ bắt đầu cắt ra. Các bạn nhìn này, rất là ngon. Cho nó phun đi như vậy này đó. Như vậy này. Rất là ngon. Giờ cô bắt đầu cắt ra. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ cô đổ dầu này vô. Đó, thêm dầu vào. Cô bắt đầu đi phi sắc tỏi. Đó, cô phi sắc tỏi. Tại vì cô thích ăn sắc tỏi với xả cho nên cô phi. Cháu ơi, bây giờ cái sắc tỏi cô đã vàng rồi. Cô bắt đầu múc ra cái chén này. Các bạn và các cháu ơi, đây là một dĩa thịt gà rất là ngon. Đó, dĩa thịt gà. Bây giờ cô bắt đầu đi ăn cơm. Bây giờ thì cô chan một ít sắc tỏi vào, cô đổ ít sắc tỏi vào, sắc tỏi phi, tại vì cô thích ăn sắc tỏi phi cho nên cô đổ vào. Các cháu nhìn dĩa cơm của cô nè. Bây giờ cô bắt đầu ăn cơm. Vậy là thành công của các bạn. Xin chào các bạn và các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.